Ayo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và hôm nay, chúng ta sẽ đến với Apple News số 178 với những thông tin cực hot như việc một anh trẻ người Việt Nam có thể trên tay MacBook Pro mặc dù Apple chưa bán, hoặc là vụ kiện giữa Epic Games và Apple vẫn chưa đi đến hồi kết. Mặc dù MacBook Pro còn chưa đến tay người dùng thì mới đây, có một anh chàng người Việt Nam sinh sống tại Mỹ đã làm hẳn một video trên tay trải nghiệm MacBook Pro thế hệ mới. Vào ngày thứ bảy tuần trước, 23 tháng 10, anh LS, chủ của một kênh YouTube đã đăng tải một video trên tay MacBook Pro 16 inch mới và so sánh nó với một MacBook Pro 15 inch thế hệ cũ. Anh này hiện đang sinh sống tại thành phố San Jose, bang California. Ở thời điểm hiện tại, video trên đã bị gỡ bỏ khỏi YouTube. Trả lời phỏng vấn của Dinh, anh cho biết chiếc máy xuất hiện trong video được anh mượn của một người bạn đang làm việc tại Apple, thành phố mà người này sinh sống cách trụ sở Apple Park khoảng 14 km. Chiếc máy hoạt động một cách hoàn toàn bình thường, trải nghiệm chưa có nhiều khác biệt nhưng thiết kế xấu, máy hơi dày và nặng. Trong video, anh cho biết chiếc MacBook Pro 16 inch 2021 dày hơn khá nhiều so với MacBook Pro 15 inch cũ. Ngoài ra, sản phẩm này cũng nặng tới 2,3 kg. Chiếc MacBook Pro nói trên có thể chưa phải là phiên bản thương mại. Có nhiều nguyên nhân khiến cho các nguyên mẫu hoặc sản phẩm thử nghiệm của Apple xuất hiện trước ngày mở bán. Thông thường, chúng xuất phát từ các kỹ sư của Apple hoặc các đối tác làm phụ kiện. Đại diện của Apple cho rằng việc có thêm tay thỏ trên MacBook Pro là một cách xử lý thông minh để thiết bị có thêm không gian hiển thị. Ngoài cấu hình mạnh mẽ với chip xử lý M1 Pro và M1 Max hoàn toàn mới, tay thỏ trên MacBook Pro cũng là một chủ đề gây tranh cãi trong vài tuần trở lại đây. Đáp lại chỉ trích từ một số người dùng và chuyên gia, Shruti Helda, giám đốc sản phẩm máy Mac, ca ngợi đội ngũ thiết kế đã đưa tay thỏ từ iPhone lên trên MacBook. Những gì chúng tôi đã làm là màn hình của máy thực sự cao hơn. Bạn vẫn có một chiếc máy tính xách tay với màn hình 16 inch và phía trên là thành menu. Vì vậy, đó là cách làm thực sự thông minh để cung cấp cho bạn nhiều không gian hiển thị hơn cho nội dung của mình. Khi ở chế độ toàn màn hình, bạn có tỷ lệ màn hình 16:10 trông thật tuyệt vời và nó liền mạch, Helda nói. Apple cũng đã đưa ra hình ảnh của máy ở các trạng thái sử dụng khác nhau cho thấy tay thỏ không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Ở màn hình thông thường, tay thỏ chỉ nằm trên thanh menu và không che thông tin. Ở màn hình ứng dụng, chơi game và xem video, phần này nằm ở phần hiển thị màu đen nên không gây khó chịu cho người xem. Tuy nhiên, ý kiến mà các nhà lãnh đạo Apple đưa ra chưa thực sự thuyết phục và đem đến nhiều tranh cãi cho người dùng. Chúng ta đã quá quen với những thiết bị iPod, tuy nhiên thì nguyên mẫu đầu tiên của những chiếc iPod lại là một thiết bị cực kỳ to lớn và thô kệch. Hình ảnh sản phẩm được các nhà phát triển ứng dụng Bionic đăng trên website của công ty. Nó thu hút sự chú ý bởi thiết kế lớn tương tự như máy tính bảng iPad ngày nay và kiểu dáng của nó trông không giống bất kỳ một sản phẩm thương mại nào của Apple. Các dấu hiệu nhận biết như nhãn dán SBG Development và tên công ty Apple cho thấy đây là hàng chính chủ. Nguyên mẫu này được xuất xưởng khoảng 2 tháng trước khi iPod thế hệ đầu tiên được công bố rộng rãi. Bản thử nghiệm có lớp vỏ ngoài bằng nhựa, màn hình hiển thị rất nhỏ, các nút điều hướng được xếp thẳng hàng và một bánh xe xoay, trang bị sau đó trở thành biểu tượng trên iPod. Bên trong gần như là rỗng với các bao mạch nhỏ, các kỹ sư của Apple có thể chỉ dùng nguyên mẫu này để thử phần mềm và chức năng của máy. Theo Phone Arena, đây có thể là cách Apple thực hiện để tránh lộ thiết kế của iPod. Các kỹ sư đã tham gia quá trình phát triển cũng khó hình dung được kiểu dáng và tính năng cuối cùng. iPod thế hệ đầu tiên ra mắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2001 với RAM 32MB và khả năng lưu trữ là 5GB, có thể lưu khoảng 1.000 bài hát. Một năm sau, hãng giới thiệu phiên bản mới với dung lượng cao hơn là 10GB. Máy chỉ có màu trắng với màn hình đơn sắc 2 inch, độ phân giải là 160x128 pixel. Epic Games vẫn chưa bùng thề cho Apple khi mới đây công ty này lại tiếp tục phản đối việc Apple kéo dài thời gian kháng cáo và chưa thay đổi hoạt động trên App Store. Trong hồ sơ gửi lên tòa án, Epic Games lập luận rằng nếu Apple muốn hoãn thi hành án phạt, họ phải chứng minh công ty sẽ bị thiệt hại ở mức không thể khắc phục được và nếu tuân thủ theo lệnh của tòa án, nhưng sau đó sẽ bị hủy bỏ nếu kháng cáo thành công. Nhà sản xuất game Fortnite cũng cho biết Apple vẫn đưa ra các bình luận tích cực về phán quyết, chứng tỏ hãng không bị tổn hại nếu thực thi lệnh của tòa án. Trong khi đó, cuối tuần qua, Apple đã cập nhật một số chính sách trên kho ứng dụng cho phép các nhà phát triển liên hệ trực tiếp với người dùng thông qua một số kênh khác, chẳng hạn như email để thanh toán các món đồ và dịch vụ trong ứng dụng. Động thái này cho thấy họ đã có sự nhượng bộ bởi trước đây, người dùng chỉ có thể thanh toán qua kênh thanh toán của hãng và các nhà phát triển phải nộp phí hoa hồng từ 15-30% cho Apple. Apple cho biết trong hồ sơ kháng cáo rằng việc tuân thủ lệnh trên có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Thanh toán qua App Store cho phép hãng bảo vệ người tiêu dùng và nền tảng của mình. Apple sẽ điều trần với thẩm phán Roger vào ngày 9 tháng 11. Công ty cho rằng quy trình pháp lý để kháng cáo thường kéo dài khoảng 1 năm nên muốn hoãn lệnh thi hành cho tới khi có kết quả kháng án. Và đó là những thông tin cực hot của Apple trong tuần này mà mình thu thập được. Các bạn thấy nguyên mẫu của iPod thế hệ đầu tiên như thế nào? Hay là các bạn cảm nhận ra sao về tay thỏ trên MacBook Pro? Để lại bình luận cho mình biết nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Tạm biệt.